Xin chào các bác. Trong video hôm nay là mẫu xe đạp G Minzy G118 chỉ có 10% phụ tùng đến từ Đài Loan thôi. Đây là đôi lốp của CST cực kỳ bền. Còn 90% còn lại là đồ của tàu. Tuy nhiên là em xe này 90% còn lại đấy lại là đồ tàu cực kỳ dày dặn nhá. Đồ tàu nó phân ra rất là nhiều loại. Trong cái tầm giá 2 đến 3 triệu này thì chủ yếu nó là đồ tàu rẻ cả. Tuy nhiên em xe này điểm nhấn của nó là các cái phụ tùng phụ kiện phải nói là lắp rất là dày. Còn nó dày như nào thì tí nữa vào phần review chi tiết em sẽ nói rõ nhé. Còn quảng cáo một tí lên bên em bán tại nhà, cắt giảm chi phí cho nên giá sẽ tốt hơn thị trường. Còn cái phần giá thì nó sẽ update ở cái mục bình luận, em sẽ ghi ở phần bình luận nhé. Đầu tiên là về thông số khung sườn và càng phuộc. Xe sử dụng khung hợp kim thép, có mỗi hàn thép nó sẽ chìm như này. Mỗi hàn nhôm thì nó sẽ vẩy nến lên nhé, rất là dễ nhận dạng thôi. Cái này nước sơn tĩnh điện thì cũng cực kỳ đẹp này, đề can thương hiệu Gminz. Mã hiệu là G118. Có lỗ chờ đây để bắt gọng bình nước thì em đã bắt sẵn rồi. Phía sau có lỗ chờ để bắt ba ga. Đấy, chắn bùn cực kỳ đầy đủ luôn. Chân chống của em nó cũng là chân chống tiêu chuẩn, cực kỳ dày dặn, chỗ này hàn rất là dày luôn này. Rồi điểm nổi bật của cái khung sườn này đấy là cái độ to. Nó rất là to và rất là dày, cực kỳ là khỏe luôn. Về càng phuộc cũng thế. Đấy, cái càng phuộc của em này cũng rất là dày nhá, bản to này. Các bác tìm những xe trong tầm giá này thường cái bản nó sẽ nhỏ hơn cái này nhiều. Ít ra là nó chỉ bằng khoảng tầm 80% so với thằng này thôi như em đo. Và có một số loại như kiểu limit dây sinh linh tinh thì nó có khi nó còn bằng một nửa với thằng này. Cực kỳ nhỏ và rất là yếu. Và quảng cáo về cái khung này đầu tiên. Đấy là khung này cực kỳ dày dặn và chắc chắn nhá. Cho nên nó có một cái khối lượng lên tới 17,2 cân. Các bác hình dung cái xe khung nhôm ấy thì càng nhẹ càng tốt. Tuy nhiên cái xe khung thép thì ngược lại. Càng nặng càng tốt nha các bác. Ví dụ như một số dòng xe rẻ trên thị trường loanh quanh tầm 2 triệu, 2 triệu 2 họ bán thì em cân nó chỉ vào tầm 14,2 cân thôi. Nó phải nói là cái khung nó nhẹ như thế thì nó rất là yếu bởi vì nó phải nâng đỡ tất cả các cái phụ tùng phụ kiện khác trên xe. Thành ra em xe này phải như thế này nó mới đảm bảo nhá. Và bên em khi nhập một cái xe về thì em sẽ chọn đầu tiên là cái khung sườn và cái càng phuộc, là bởi vì nó phải đủ dày dặn thì cái xe nó bền, đi nó mới đầm chắc được. Cái phuộc nó phải đủ to. Tất nhiên là cái phuộc này không phải quảng cáo nhiều là nó êm thế này thế kia. Tuy nhiên là nó phải đảm bảo cái việc là nó đi lâu thì nó không bị lắc cái phuộc này. Cái phuộc này này, không bị lắc này. Còn nó lên xe tầm 3 triệu rưỡi, 4 triệu đổ lên thì cái phuộc nó chất lượng khác thì mình không nói. Nhưng mà cái tầm này lại là cái tầm phải chọn đồ cực kỳ là quan trọng luôn. Còn về size số của xe thì xe sở hữu thông số chống đứng là 43cm. Và thông số chống ngang là 54 trên nền bánh 26. Thì xe này phù hợp chuẩn cho chiều cao từ 1m6 đến 1m7. Và chiều cao đi được là từ 1m55 đến 1m75 nha các bác. Về bộ chuyển động của xe, phía trước xe trang bị một Meyer làm bằng thép, sơn tĩnh điện màu đen để chống rỉ. Và nó chạy Bicon. Và cái thằng này em quảng cáo này là Meyer phải nói là cực kỳ dày. Và Bicon chất thép phải nói cũng rất là tốt trong tầm giá. Nó ngang ngửa với Meyer của mấy con Galaxy tầm 3 triệu 2, 3 triệu 3. Rất là dày luôn. Khách đi một năm qua em xuyết chỉ một tí ti thôi. Tức là nó chỉ rơ một ít thôi. Còn nó không giống những dòng xe khác trên thị trường. Một số dòng ấy thì nó cũng Meyer dày dặn như này thì không nói. Một số dòng ấy cái Meyer nó nhỏ chỉ bằng khoảng tầm 2 phần 3 với thằng này thôi. Và khi đấy thì một cái đĩa phanh ấy nó không bắt trực tiếp vào cái Meyer như này. Đấy nhá, không bắt trực tiếp vào Meyer. Mà nó sẽ bắt vào một cái miếng nhôm. Từ miếng nhôm đấy nó lại vặn vào cái Meyer. Cái loại Meyer đấy thì nó thực sự là em gặp mà xe mới để nhập về là em tránh, em không bán. Vì cái đấy nó rất là hay bị trờn cái ren Meyer này. Và những cái loại Meyer mà nhỏ nhỏ như thế nữa thì cái chất thép của Bicon này nó cũng sẽ kém này. Khi đấy thì các bác chỉ cần dùng tầm 2-3 tháng. Đặc biệt như mấy con Limit dây sinh, mấy con Minghu họ bán trên thị trường ấy. Và mấy con xe top top họ bán ấy, tầm chưa đến 2 triệu ấy. Thì nó chỉ đi khoảng 2-3 tháng là phải siết côn trục một lần nhá. Khẳng định luôn, em bán và em gặp em sửa phải nói cực kỳ nhiều rồi. Còn em xe này sử dụng đai ốc. Đây có một thêm một cái gờ này, bật vào đây nó tăng tính an toàn thôi. Nan là nan sơn tĩnh điện, chân nan mạ chống rỉ, vành là vành nhôm hai lớp dày. Và lốp là lốp của CST, của hãng của Đài Loan. Lốp này phải nói là cực kỳ bền này, dùng tầm 4 đến 5 năm. Cái vui là em hay nói với khách là cái xe này có cái đôi lốp rất là tốt. Đến khi cái xe trông nó khá là tã rồi thì cái lốp vẫn còn ngon. Tức là gần như là theo suốt đời xe luôn. Còn về thông số của nó là 26 x 195, tức là đường kính tổng sẽ là 26 inch và độ rộng bánh sẽ là 1.95 inch nhé. Và nó sẽ bơm được từ 2,8 đến 4,5 thì thường các bác bơm tầm 4 cân. Và nó sử dụng van là van xe máy này, van xe máy đi đâu bơm được cực kỳ là tiện. Nói chung dòng địa hình thì thường nó sẽ lắp van xe máy thôi. Đây phía sau Meyer phía sau cũng thế này, cực kỳ là dày luôn, cũng như Meyer phía trước, không cần quảng cáo thêm. Và Meyer này là sử dụng lip vặn nhá,
Tầm giá này thì chắc chắn là chỉ là lít vạn rồi, và em nghĩ là mãi nó chỉ là lít vạn thôi, vì là lít cối thả nó khá là đắt, phải tầm 4 triệu trở lên bây giờ nó mới trang bị là mayer cối thả được, cũng đai ốc như thế, nan sơn vành bánh phía sau giống y chang phía trước nhá, đồng bộ như thế. Nói chung là đánh giá về bộ chuyển đồng này trong tầm giá thì cực kỳ ngon, ngon trong tầm giá, tức là nó đủ dày dặn và đủ tốt và đủ để em bán cho khách, là em cảm thấy rất là yên tâm. Về bộ truyền đồng của xe, đầu tiên xe trang bị một đôi bê-đan có trục cốt thép, nó không có bi nha các bác. Đây, cái thằng này là không có bi, nó chạy trượt trên cái miếng nhựa thôi. Tuy nhiên cái điểm đặc biệt của thằng này nó là nó làm cái này rất là dày, thành ra cái này nó khá là bền, nó không mỏng mỏng yếu yếu như con Limit Racing sinh. Còn nói thực ra là nó cũng không được tốt, nó không được như kiểu bê-đan mà có bi côn được. Tuy nhiên cái này dùng được tầm 9 tháng đến 1 năm là dùng được. Em bán nhiều là thấy như thế. Sau đấy thì các bác thay cái bê-đan kia. Thì nếu mà mua bên em sẽ trợ giá cũng chỉ tầm 25 30 nghìn thôi. Còn lên hẳn bê-đan nhôm thì tầm 100 đến 150. Một cái bộ đùi của Gminy, nhưng mà cái đùi này rất là dày nhá. Cực kỳ to bản dày. Cho nên nó tổng vào thì tí nó khối lượng nó sẽ nặng như kiểu em nói luôn đấy. Cái trục cốt vuông bạc đạn của nó cũng thế này. Cái bộ đùi bên này cũng thế này. Cái đùi ba cái đĩa này thì nó giống nhau thôi, 24 34 42 các thông số giống nhau nhá. Tuy nhiên cái đùi ở ngoài ấy thì cái này nó làm rất là cứng, phải nói là rất là cứng, rất là dày. Khách mà trẻ con mà đi mà đổ nhiều mà nó cong vào phía trong một tí tí ấy, mà em về em dùng cái mỏ lết em kẹp vào đây này, em bẻ nó ra thì em mới thấy là nó rất là cứng, nó cứng hơn hẳn những cái đùi lại nhỏ 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 nhỏ, tức là nó cứ càng to càng dày thì nó càng cứng. Xe này sử một cái gạt đĩa của Ram Duo, thực ra là cái này gọi là tàu thôi, nó đặt cái tên khác thôi chứ nó gọi là xi minh thì cho nó dễ, giống như kiểu những cái xe khác thôi, xi minh trong tầm giá. Còn cái tầm giá này mà cái lắp mà cái dán chữ hoặc là sơn cái chữ Shimano đây mà không có cái dập nổi à dập chìm bên này thì nó là đầu fake cả. Xe này nó gọi là hàng cơ bản dùng được, tức là không phải là loại đều quá. Một cái xích này cũng xích Naro cơ bản thôi, xích gì là DTO này. Xích này bảo dưỡng tốt thì dùng tầm 3 năm là ok. Một củ đề sau cũng đồng bộ của Randuo, nó cũng là củ của Xi Minh thôi. Củ Xi Minh. Còn nó mà khắc chữ Shimano ở đây ấy, mà nhìn cái form này thì chắc chắn là fake rồi. Thằng Shimano không có cái form này. Và để mà test cẩn thận nhất ấy, các bác lật cái này lên, thấy dập chìm chữ sau này thì nó là hàng chính hãng của Shimano, có mã đàng hoàng, còn bọn này nó không dập một chữ gì đâu. Còn clip của nó là clip của Index này. Clip này thì về cơ bản này ok, ít lỗi. Còn nếu lỗi thì bọn em bảo hành thay mới trong 1 năm. Thông số của nó là 1428T nhé. Em này sẽ là 7321 cấp độ. Còn về tay đề thì nó một cái tay đề phải nói rất là dày dặn đấy nha. Tay đề này này là nó làm theo form của tay đề Shimano F500 của Nhật. Tuy nhiên thì nó chỉ có là được giống về ngoại hình thôi, còn về chất lượng thì nó thực sự là nó chỉ được khoảng 60% thôi. Được cái là cái tay phanh này nó ít rung, nó không rung nhiều quá. Đây, cái chốt này bấm nó cũng khá chắc tay và nó tương đối bền, nó dày dặn, trông nó khỏe. 3x7 nhá. Nói chung đánh giá về bộ truyền động này trong tầm giá thì cũng là rất là dày dặn, cực kỳ các cái đồ cũng cực kỳ là dày dặn và cũng cực kỳ tốt trong tầm giá. Còn cố lên nữa tầm hơn 3 triệu nó lên được cho các món của Shimano thì nó ngon hơn. Tuy nhiên cái tầm giá đang quanh 2 triệu rưỡi 2 triệu 6 này thì tầm này là quá dày rồi. Về hệ thống phanh của xe, xe sử dụng hệ thống phanh đĩa cơ, tức là phanh là phanh đĩa, truyền lực bằng dây phanh. Tầm giá này thì chắc chắn là như này rồi. Củ dưới là của Tông Ly nhá. Củ này thì nó thực sự nó cũng không phải là quá bền đâu. Củ này dùng được tầm 2 năm rưỡi đến 3 năm thì thường, nếu mà nó không hỏng lò xo thì mình thay má dùng tiếp, nếu mà nó hỏng lò xo thì thay cái củ này nó rơi vào tầm 6-70 nghìn. Đây là dây phanh của nó này, đây là tay phanh, đây là tay phanh tích hợp ở trong cái tay đề này. Nói chung hàng này, hàng không phải là hàng xịn ấy thì nó sẽ rơ khá khá nhiều. Tuy nhiên cái này thì nó dày dặn thôi chứ nó vẫn rơ nhiều. Còn hàng của Shimano ấy, các bác như kiểu em review nhiều ấy, nó chỉ hơi lắc một tí nhẹ thôi cho nên cảm giác bóp nó sẽ chắc hơn nhiều. Đây là củ phanh phía sau cũng thế này. Đĩa phanh thì nó bắt trực tiếp vào mayer nhé, cực kỳ dặn, dày dặn, gần như là em thấy không bao giờ nó bị lỏng ốc, không bao giờ bị trờn những cái này. Cái là bán cái xe này rất là lành luôn, cực kỳ lành. Lâu lâu khách chỉ qua chỉnh phanh với siết sửa thôi. Xe này thì cũng chả cần phải lưu ý gì quá nhiều. Bóp phanh thì cứ tầm 45% lực phanh trước và tầm 55% lực phanh sau thôi là đảm bảo an toàn rồi. Về thống lái của xe, xe sử dụng ghi đông làm bằng thép, sơn tĩnh điện màu đen và có độ rộng là 63 cm nhé. Hai bên có hai tay sừng. Tay nắm thì cũng là cơ bản thôi, tầm giá này thì cũng không quảng cáo nhiều. Nhưng mà được cũng khá khá êm, cầm cũng khá là êm tay. Trước có một cái phản quang này, vô tăng nhôm của Gminy. Bộ chén cổ thì tất nhiên là cái này mấy cái này không có gì. Một là nhôm, nhôm hoặc là nhôm pha gang thôi, nó không có gì nó khác được. Còn về yên thì em xe này có một cái yên form nó khá là mỏng nhá. Form này thì thực sự phải đi quen rồi mới mới ngồi được cái form này. Còn
Yên này thì rất là bền này, bán thì bền nhưng mà nó mỏng, thì các bác nên mua thêm một cái bọc yên nhé. Về cọc yên thì nó là cọc thép của Gminji thôi, sơn tĩnh điện màu đen. Cọc này thì mở lên mở xuống giữ một tí, nó hay bị xước. Nếu mà mở lên mở xuống mà cứ không mở cái này chốt ra hẳn ấy thì nó hay xước. Còn cái chốt này làm bằng nhôm này, mở ra mở vào khá là nhẹ nhàng rồi. Tổng kết này thì với tầm giá chỉ loanh quanh 2 triệu rưỡi 2 triệu 6 thôi, em xe này có mọi thông số thì cực kỳ là ổn, cực kỳ là dày dặn, đảm bảo cho việc em bảo hành khung 5 năm, phụ tùng 1 năm như em nói từ đầu. Và quà tặng đi kèm sẽ là gá nước, bình nước và khóa 4 số nhá. Ba ga chắn bùn thì nó đầy đủ rồi. Còn các bác mà không thích ba ga chắn bùn này thì muốn tháo ra thì cũng nhắn với em thấy tháo ra thì em sẽ tặng thêm cho một cái đôi chắn bùn ngắn nữa, chắn bùn gọi là chắn bùn vẩy thể thao nữa. Còn về màu sắc thì em nó có khá là nhiều màu, 4 5 màu gì đấy, thì cuối video em để danh sách các màu để các bác dễ lựa chọn nhé. Còn cảm ơn các bác xem hết video và chúc các bác chọn được một cái xe ưng ý nhé.